Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết cho chiều tối nay và ngày mai 17 tháng 11 của chúng tôi. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lũ lụt ở Thừa Thiên Huế vượt đỉnh năm 2020, vượt cả mọi kịch bản ứng phó. Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chìm trong rét đậm. Bầu trời Florida, Mỹ bị cắt đôi thành hai màu một cách kỳ dị. Quý vị thân mến, miền Trung đang đối diện tổ hợp thiên tai mưa lớn kèm nước lũ thượng nguồn đổ về, đạt đỉnh vượt lịch sử năm 2020. Nhiều nơi bị ngập sâu do nước lên nhanh. Trong đó phải kể đến rốn lũ Thừa Thiên Huế, khi mưa cực đoan với lưu lượng trên 800mm trong vòng 24 giờ, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11, đã gây đột biến vượt mọi kịch bản ứng phó của tỉnh này. Cơ quan khí tượng dự báo cho tới đêm nay 16 tháng 11, ở Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to. Lũ trên sông Hương ở Thừa Thiên Huế đã vượt đỉnh năm 2020 và dự báo sẽ còn tiếp tục lên. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 21 giờ ngày 15 tháng 11, lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Từ 6 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Thủy điện Bình Điền và Hồ Tả Trạch hiện đang điều tiết về hạ du sông Hương với tổng lưu lượng gần 2.200 m khối trên giây. Còn Thủy điện Hương Điền, lượng nước xả về hạ du sông Bồ 2.203 m khối trên giây. Mưa lũ làm hơn 16.345 nhà ở địa phương này bị ngập, 3.470 hộ dân với trên 8.800 nhân khẩu phải di rời. Lũ lụt cũng làm một người thiệt mạng, một người mất tích do lật ghe. Khu vực thành phố Huế hiện vẫn còn chìm sâu trong nước, giao thông chia cắt. Một số người đã dùng ô tô đi tránh lũ ở những đoạn đường cao giáo nhưng vẫn bị nước lũ nhấn chìm. Dọc tuyến đường Tố Hữu, khu vực mà nhiều người dân mang xe đến để tránh trú vào những đợt mưa lũ lần này cũng bị ngập sâu, cô lập. Tại đoạn giao nhau với đường Bà Triệu, hàng trăm ô tô bị mắc kẹt, có xe ngập đến kính chắn gió, khiến xe cứu hộ không thể tiếp cận. Vùng hạ du sông Bồ ở huyện Quảng Điền hiện nước đang lên, nhiều nơi nước đã tràn vào nhà dân. Trên diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ 15 tháng 11. Trong lúc nước lũ dâng cao, nhiều trường hợp người già, thai phụ, trẻ em nhỏ ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu, đưa đến nơi an toàn. Về giao thông, tại các địa điểm ngập lụt, lực lượng chức năng đã phân luồng, đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn, đồng thời cắt cử cán bộ trực 24 trên 24 tại điểm ngập, hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm. Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A qua tuyến được hướng dẫn lên cao tốc Cam Lộ Tùy Loan, tránh các tuyến đường ngập lụt. Ngoài ra, công an tỉnh đã điều động 800 cán bộ chiến sĩ và các phương tiện cứu hộ cứu nạn cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu tại các xã. Chiều ngày 15 tháng 11, đoàn liên ngành chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, ngập lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đã có buổi kiểm tra thực tế về tình hình lũ lụt tại địa phương này. Tại buổi làm việc với đoàn, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết công tác dự báo lượng mưa trong đợt này chưa sát với diễn biến thực tế. Đến nay, tình hình mưa lũ đã vượt qua mọi kịch bản ứng phó của địa phương xây dựng. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng hiện nay do tác động biến đổi khí hậu nên xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan. Nguyên tắc của cơ quan khí tượng Thủy văn là đầu tiên đưa ra cảnh báo, sau đó đến dự báo, cập nhật liên tục theo diễn biến thời tiết. Tiếp theo bản tin sẽ là những cập nhật chung về tình hình thời tiết tại ba miền trong chiều tối nay và ngày mai, 17 tháng 11. Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm mưa rải rác, sau mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Tại Nam Bộ, có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, riêng đêm nay cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 đến 5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 4 mét. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C. Thành phố Vinh nhiều mây, mưa nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Thành phố Huế nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Thành phố Đà Nẵng nhiều mây, có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, ngày có lúc giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng, riêng chiều có lúc có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Xin mời quý vị trở lại với diễn biến không khí lạnh tại các khu vực Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vào sáng nay ngày 16 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ ở vùng núi có thể giảm sâu dưới 10 độ C, trời tiếp tục rét. Tại thủ đô Hà Nội, người dân cảm nhận rõ gió mạnh từ đợt không khí lạnh tăng cường trong sáng nay. Vào khung giờ cao điểm sáng, người dân phải mặc áo khoác dày kèm với khăn cổ và găng tay để di chuyển ngoài đường với cái lạnh đầu đông. Trong chiều tối và đêm ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động. Ngày và đêm 16 tháng 11, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Quảng Trị và khu vực từ Phú Yên đến Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 250 mm. Từ 17 tháng 11, mưa lớn trên các khu vực giảm dần, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa,
các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Chuyển sang một thông tin quốc tế khá thú vị. Mới đây trên mạng xã hội X, trước đây là mạng xã hội Twitter, lan truyền hình ảnh cho thấy bang Florida của Mỹ bị cắt đôi thành hai màu một cách kỳ dị. Đây là hiện tượng gì và được lý giải ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong clip, bầu trời phía trên một con đường đông đúc xe cộ như bị cắt đôi, với một nửa bên trái màu cam cháy, một nửa bên phải chìm trong màu xám đen u ám. Hiện tượng bầu trời bị cắt đôi một đường gọn gàng, thẳng đứng thực ra đã từng gây kinh ngạc vài lần trước đây. Ví dụ, bức ảnh hoàng hôn một nửa được chia sẻ bởi nhiếp ảnh gia Juma Gonbalaskrinan ở Bắc Carolina, Mỹ. Theo Lifestyle, đó là một hiện tượng tự nhiên đặc biệt do bóng của một đám mây lớn bên dưới đường chân trời lúc hoàng hôn đã ngăn cản những tia sáng, mặt trời chiếu vào những đám mây khác. Điều này dẫn đến một nửa bầu trời không được hưởng sắc màu huyền hoặc của ánh mặt trời lúc bình minh hoặc hoàng hôn, thường có sắc tố từ hồng cam đến vàng cam. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ, bình minh và hoàng hôn khiến ánh nắng có sắc màu kỳ lạ này, đó là do khi mặt trời ở vị trí thấp nơi đường chân trời, ánh sáng phải di chuyển xa hơn qua bầu khí quyển của trái đất. Khi đó, khí quyển đóng vai trò như lăng kính làm tán xạ ánh sáng, khiến ánh sáng chiếu tới mắt chúng ta có sắc độ nghiêng về đỏ hơn. Đó là lý do trăng treo thấp, trăng hoàng hôn, nhất là vào mùa hè, thường có màu từ hồng cam đến cam cháy. Do đó, phía bầu trời vẫn được ánh nắng cuối ngày hoặc đầu ngày chiếu rọi vẫn có màu hồng cam hay vàng cam đẹp mắt, trong khi bên bị mây hắt bóng sẽ có màu xám đen u ám. Thưa quý vị, tâm điểm thời tiết đáng chú ý trong những ngày này tiếp tục là tình hình mưa lũ ở miền Trung. Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân cần theo dõi sát tình hình để có phương án ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, không khí lạnh tăng cường mang theo gió mùa làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp như là ho, cảm cúm, sổ mũi, các bệnh về xương khớp ở người cao tuổi. Chuyên gia cảnh báo, những người có sức đề kháng kém như là trẻ em hay người lớn tuổi, người có bệnh nền mãn tính, phụ nữ mang thai, không kịp thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thời tiết, cần chủ động phòng ngừa để tránh nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và tốn kém về chi phí điều trị. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, ngày 17 tháng 11. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!